Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel. Và như các bạn đã biết thì hôm trước mình đã mua một chiếc điện thoại. Và đây chính là chiếc điện thoại đấy. Tuy nhiên mình nhận ra rằng đây không phải là một chiếc điện thoại bình thường. Thế nên ngày hôm nay mình đã mời đây CEO của hãng điện thoại này để chia sẻ một chút về chiếc điện thoại rất đặc biệt này nhé. Chào anh, tôi nghe nói là anh là một người CEO rất đẹp trai, tài năng và học giỏi. Thế thì hôm nay trong cái buổi nói chuyện này anh có thể chia sẻ một chút về cái điện thoại này được không? Vâng, chào anh cũng như là chào tất cả quý vị khán giả. Trước khi mà bắt đầu thì tôi xin phép giới thiệu luôn, tôi là Chuồn Mồ Liêu, tôi là CEO của Samlon Company. Nói về sản phẩm này thì thực ra thì nó là một cái sản phẩm rất đặc biệt. Như anh đã biết đấy, Apple và Android hiện nay đang là hai cái hãng điện thoại mà lớn nhất thế giới. Apple và Android là hai cái hãng điện thoại. Thế nên là tôi muốn tạo ra một chiếc điện thoại hội tụ đủ những cái yếu tố nhất của cả hai hãng này. Thiết kế xấu nhất của Apple này, giật nhất này, lag nhất của Android này. Đấy, thế nên là tôi đã quyết định là tạo ra chiếc điện thoại có 102 này. Thực sự đây là một ý tưởng rất là hay. Thế thì tên của cái điện thoại này là gì? Về tên gọi thì như anh biết rồi đấy, hiện nay đang có rất nhiều người dùng điện thoại thông minh. Mà tôi muốn tạo ra một cái gì để nó khác biệt, nó phải đối lập với cả thông minh. Thế nên là tôi nghĩ là cái gì nó đối lập với thông minh. Đó. Mà năm nay thì lại năm con chó. Thế tôi quyết định là đặt tên chiếc điện thoại tôi là Octophone. Thật là phải. Đây là một ý tưởng rất là hay, cái điện thoại này nó quá là đẹp luôn ấy. Nhưng mà thực ra thì có khá là nhiều người nhận nhầm đây là một chiếc iPhone. Vậy thì làm thế nào để phân biệt một chiếc iPhone với cả một chiếc Octophone? Đơn giản thôi. Tôi tạo ra chiếc điện thoại này theo triết lý của tôi. Cái nét đánh chết cái đẹp, nhưng mà cái đẹp thường xuyên đẹp đẹp cái nét. Và chiếc điện thoại này như anh thấy rồi đấy, nó có thiết kế rất là đẹp. Nhưng bên trong thì nó cực kỳ là óc chó. Tôi cài Android 4 này, với cả RAM thì cũng chỉ có mấy trăm mê thôi. Nhưng mà có ai quan trọng gì đâu. Bây giờ quan trọng là cái bên ngoài nó phải đẹp đã. Thực sự thì đây là một điện thoại rất tuyệt vời. Thế thì làm sao mà anh có thể nghĩ ra được một cái thiết kế nó đẹp như thế? Thực ra thì cái ý tưởng về thiết kế này thì tôi đã được giác ngộ bởi anh Tân một cú trong buổi đi trà đá. Anh ấy đã giúp tôi là có được những cái ý tưởng thiết kế nó độc đáo như vậy. Là gì đấy ạ? Về triết lý của anh ấy thì là triết lý những cái gì tối giản thì nó tối giản. Tuyệt vời. Phi phàm. Quá hay. Đó, thế nên là tôi đã lấy luôn cái triết lý đấy, nó làm slogan của chúng tôi. Octophone. Những cái gì tối giản thì nó tối giản. Nhưng mà cái gì thì nó có hai mặt của nó. Khi mà tôi dùng cái điện thoại này ấy, thì ở cái phần chụp ảnh thì tôi cảm thấy hơi khó chịu. Thì anh có thể giải thích cho tôi là tại sao nó lại chậm đến như thế không? Lúc mà chụp ảnh ấy thì có phải là lúc đấy mà anh thấy nó chậm vãi đúng không? Đấy, thì cái đấy nó lại không phải là một lỗi, mà cái đấy nó là một cái tính năng mà chúng tôi đã chuẩn bị cho chiếc điện thoại chúng tôi. Chúng tôi muốn tạo cho người dùng một cái trải nghiệm vintage, giống như kiểu máy phim ấy. Đấy, máy phim chụp xong thì nó cũng có xem được ảnh đâu. Đấy, mà chụp xong chụp cái nào là phải ăn ngay cái đấy để tiết kiệm dung lượng bộ nhớ. Mà nói luôn đến bộ nhớ nhá, thì cái bộ nhớ của máy này này, chúng tôi ghi ở bên ngoài là 256GB, nhưng mà thực chất nó chỉ có 16GB thôi. Thế bây giờ mà mình chụp ảnh xong rồi, bây giờ mình muốn lấy ảnh thì mình làm kiểu gì? Bây giờ các anh chị muốn lấy ảnh gì thì mời các anh chị ra khỏi cửa hàng. Đấy, bảo người ta là cắm cái điện thoại này vào ổ cứng mà lấy nhá. Thực sự đây là một giá trị nhân văn rất sâu sắc. Nhưng mà tại sao cái giá của chiếc điện thoại này chỉ có 2 triệu? Phải chăng là cái chi phí sản xuất của nó rất thấp? Không, chi phí sản xuất cao mà. Mỗi máy này là chúng tôi sản xuất ra là có chi phí là 2 củ 6. Thế là bằng giá điện thoại luôn? Đúng rồi, đúng rồi. Thế nếu như mà cái công ty mình kinh doanh kiểu đấy thì lấy đâu ra lãi hả anh? Thường thì nếu như mà các bạn mua chiếc điện thoại chúng tôi ấy, thì các bạn sẽ phải trả đầu tiên là phí điện thoại là 2 củ 6 này, cộng thêm là 50k tiền ship nữa này. Đấy thì chúng tôi ăn ở cái tiền ship ấy. Tại vì là các bạn phải hiểu là chúng tôi không có cái gì ngoài điều kiện cả, anh hiểu không? Vâng. Thế còn Face ID sao ạ? Tôi thấy đấy một tính năng rất là hay. Vâng, tôi biết. Thế thì tại sao để trong điện thoại là Touch ID? Cái này thì giải thích thì cũng đơn giản thôi, tại vì tôi thích thế. Thì khi mà anh ra mắt chiếc điện thoại này thì đã có rất là nhiều ý kiến cho là nào là fake này, đú đởn này, mất chất này. Đấy, thế thì anh phản ứng thế nào với những ý kiến như vậy? Thực ra thì tôi cũng đã chuẩn bị về những cái ý kiến như vậy rồi. Và đối với những cái ý kiến như vậy thì tôi chỉ muốn gửi tới họ một cái đoạn clip mà tôi rất là thích. Vâng, lời giải thích rất là xúc tích. Vậy thì anh có cách nào để kích cầu mua cũng như là giúp mọi người chú ý hơn về cái sản phẩm của mình hay không? Thực ra thì tôi không khuyến khích các bạn mua sản phẩm của tôi, tại vì nếu như mà các bạn có điều kiện, các bạn muốn trải nghiệm những cái hàng hịn, hàng xịn sò ấy,
thì các bạn vẫn nên đến những cái cửa hàng uy tín, ví dụ như ở Cellphonet. Hiện nay ở Cellphonet đang có rất là nhiều những cái ưu đãi, và đặc biệt là giá điện thoại của Cellphonet cũng đang rất là tốt, thì tôi sẽ để đường link cho các bạn ở phần bên dưới. Vâng, cảm ơn anh. Đó là chia sẻ của CEO Trồn Màu Liêu về chiếc điện thoại của mình. Theo các bạn sao? Các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy comment sẻ ký bên dưới, và nếu như mà các bạn thấy hay thì đừng quên like, share cũng như subscribe YouTube của channel nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.